buổi trưa hôm nay ba cho con mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều là trưa nay hai con mình ăn vặt với bé Phát, với mẹ của bé Phát. Thì mẹ của Phát thì không có ăn bánh tráng trộn, thì ăn không vịt lộn vịt lộn luộc nha. Rồi hôm nay cái gia vị mình làm bánh tráng trộn thì mình đã mua sẵn sàng hết rồi. Mình mua nào là cái đây là khô bò nha các bạn. Rồi cái này là khô gà, còn cái này là cái chính ngày hôm nay á là bánh tráng này các bạn. Bánh tráng này là mình gửi nhỏ em mua ở trên Tây Ninh á. Bánh tráng này, bánh tráng này với cái muối nè, cái muối này nè, cái muối nè, muối Tây Ninh nè các bạn. Bánh tráng với muối là mình mua cùng một chỗ nha, là gửi nhỏ em mua giùm. Còn cái sa tế này á thì bà xã mình đã có thử rồi. Đây là ớt nè, đã rồi tóm lại thì ít làm ớt khô nè, rồi ớt tươi nè, rồi xả là thử chung đây đã làm sẵn rồi, làm lâu rồi nha các bạn. Thì là làm để dành ăn á, để dành ăn cơm này nọ, để ăn xích này nọ bỏ vô. Thì kèm theo đó là đậu phộng, mình mua được 100 gram đậu phộng, chút xíu bình gan nha. Rồi cái này là hành, hành tím nha các bạn, chút xíu mình nhờ bà xã mình sẽ sắc thử. Còn đây là ba trái xài, nhưng chắc chút xíu mình chỉ sử dụng một trái à, không có nhiều. Rồi rau găm, rồi trứng cút, mình mua 30 mà chắc luộc hết luôn, nhưng mà lúc mình làm bánh tráng trộn á thì mình chỉ sử dụng khoảng chục trứng thôi, trứng cút thôi, đã ăn mấy chục, ăn mấy trứng, 5 trứng, 2 chục. Tính gì mà làm mà luộc hết rồi còn lại cho Phát ăn không ha, Phát ăn chút không ha. Rồi ăn đậu phộng với chút cút ha. Rồi mời các bạn cùng xem video chơi nhé. Chuẩn bị mình ra đậu phộng trước nha. Chưa, đậu phộng chưa có ra con, chưa chín. Rồi đợi bà, để ba đi ra nha. Chơi cái đồ chóng chóng. Để em chóng hả? Đây 100 gram đậu phộng nha các bạn. Mình mua sống về mình rang, mình rang nhà cho nó ngon hơn nha, nó thơm hơn nha. Em có ba nước. Ba gram đậu phộng chứ không phải là ba nước đâu. Nước. Nước mà ba. Rồi cái nồi bên đây á, là mình sẽ luộc trứng cút với vịt lộn nha các bạn. Cái 20 trứng cút á, thì mình chút xíu mình sẽ bỏ vô bánh tráng trộn. Còn 2 trứng hoặc vịt lộn chút xíu bà xã mình ăn. Tại bà xã mình không có ăn bánh tráng trộn nha. Mình làm bánh tráng trộn á, thì mình mua muối Tây Ninh về mình bỏ chút xíu, mình bỏ vô miếng thôi. Còn như mình để dành ăn. Bé Hoài Đạt thì xớt ra được một keo nè. Hành hai vợ chồng mình mua về để dành ăn á các bạn. Nó muốn một cây luôn nè. Wow. Wow. Nhiều đồ ăn quá. Quá trời nhiều đồ ăn luôn. Một bánh tráng này cỡ được 200 gram, 100 gram ạ, 100 gram bánh tráng ạ. Ừ. Cái gỗ này con thích nè. Để em đi bắt cá. Bắt cá cho ăn. Cho ba mẹ ăn. Ừ. Giờ mà con xuống sông đi bắt cá rồi. Ba chừng nào con ba đi. Chừng nào anh hai đi tắm xong rồi ba. Ba cho con xuống sông bắt cá nha. Ừ. Giờ mình đã sắc được một dĩa hành tím rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị phi hành nha. Phi cho nó vàng. Rồi để cho nó nguội tí.
phi đá vàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình để cho con gáo một tí. Sao thầy? Để vui lắm. Để vui lắm. Phái ăn đậu phộng rồi phát chỉ lại làm tiếp đậu phộng luôn à. Các bạn thấy bà xã mình lột là phộng thấy cực khó các bạn. Nhà xung quanh là gạo hết trơn. Phải lột cái đậu phộng kiểu này nè. Tại ở ngoài có gió. Sao? Mọi thứ đã sẵn sàng nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị trộn. Thì trộn gồm có là khô bò nè, rồi khô gà, rồi đậu phộng, rồi hành này mình đây hồi nãy phi rồi nè các bạn. Đây hành phi nha. Rồi đây là xoài. Xoài bà xã mình cũng bầm rồi nè. Bào rồi nè. Rồi kèm thêm đó là trứng cút nha. Rồi xong rồi cuối cùng là mình sẽ gắt vài miếng rau găm lên. Còn bà xã mình thì không có ăn bánh tráng trộn, thì ăn hai trứng vịt lộn. Rồi chút xíu là mình sẽ bỏ thêm được một miếng muối Tây Ninh cân nha các bạn. Đây với sa tế. Tóm lại gia vị cũng hơi gồm gà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị bỏ bánh tráng trộn vô trộn nha. Ở nhà thì mình không có bao tay, thì bà xã mình lấy cái bọc đi mua cháo của bé Phát nè, bọc giả chiến nè, để là trộn nha. Cho một miếng khô gà. Rồi mình sẽ cho thêm một miếng khô bò. Rồi mình cho xoài. Rồi được rồi, được rồi, sao vừa vừa thôi, nó nhẹp nhiều quá trời nhẹp. Rồi hành cho hết hành luôn nha. Hành nhiều quá không? Ít nhiều không? Được rồi, được rồi. Rồi khô bò ít không? Sa tế chứ. Đã ơi phụ mẹ bỏ sa tế rồi đã. Bỏ nắp hộp, bỏ sa tế vô cho mẹ. Dạ. Cho một miếng sa tế. Rồi cho. Lần đầu tiên bà xã mình trộn bánh tráng, không biết ăn được không đây. Chắc được mà. Rồi xong. Không chưa? Xong. Con bị hai dĩa. Hai dĩa, hai cha con. Đã ăn bao nhiêu trứng cút thì bỏ lên. Quá xá là ngon luôn. Cắt tí đậu phộng ly vô. Cho trọng hết. Rồi xong. Rồi mời các bạn cùng dùng nha. Bánh tráng trộn dùng buổi trưa mát mẻ nha. Căng nè. Mẹ nếm thử. Hôm bữa ba mẹ con đến về bên ngoại chơi á, thì mình ở nhà ăn mì gói với ăn bánh tráng trộn. Nhưng mà có điều là bánh tráng trộn mình mua ở ngoài chợ các bạn, nhìn nó cũng không bắt mắt không. Với hôm bữa mình làm là thiếu xài. Bữa đó đâu có khô bò, khô gà gì đâu. Đơn giản à. Bữa đó như không có đậu phộng, cũng có đậu phộng. Có đậu phộng. Nhưng mà không có khô gà, khô bò. Và hôm nay á, mình làm cái này là đầy đủ hương vị nha các bạn. Khô bò, khô gà, trứng cút, hành phi. Hôm bữa mình làm là không có hành phi. Đậu phộng cũng nhiều luôn. Má
ăn chín lộn à? Bà con ăn khô thiên rồi bỏ vô nha. Phát không ăn bánh tráng trộn mà Phát ăn ra đậu phộng luôn mà. Thôi buổi trưa hôm nay mình chia sẻ cho các bạn làm cái bánh tráng trộn nè. Hôm nay cũng là giấc trưa này cũng đã xong nha các bạn. Đến giờ giấc trưa này là chỉ có hai cha con mình ăn à. Còn bà xã mình thì ăn dịp lộn, bé Phát thì ngồi để chơi, ăn vài hộp đậu phộng mà chứ không có ăn bánh tráng trộn. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh hai chồng mình nhé. Rồi tạm biệt các bạn nha.